Con cho tay xuống xem cá nó có đớp tay không à? Nó có cắn cắn tay con không? Con cứ cho tay xuống, con làm sao đâu mà nó ngậm tay xong là nó lại thay nhả ra mà. Mồm nó bẩn, nhưng mà mồm nó bẩn bố ạ. Không bẩn.